Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với cô chú anh chị và bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và bạn một số hình ảnh của khu vực Cầu Dứa cũng như là các cái quán ăn rồi bên khu đô thị Vĩnh Trung nữa nha quý vị. Và lời đầu tiên em xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe cũng như là lời chúc bình an. Thì video ngày hôm nay em thực hiện được là vào buổi tối ngày 21 tháng 11 năm 2021 quý vị, ngày cuối tuần. Và ngay vị trí này trước màn hình của chú anh chị bạn đó là con đường 23 tháng 10 và với con đường Bình Thái ngay ngã ba cây dừa quý vị. Nếu cô chú anh chị bạn rẽ bên tay phải thì sẽ đi vào con đường Bình Thái và có thể đi xuống khu vực của xã Bình Thái như là thôn Thái Thông 1, Thái Thông 2 và có thể ra đường đại lộ Quảng Giáp được luôn. Còn hướng này em đang lưu thông trên đường 23 tháng 10 là hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang. Và trước màn hình của chú anh chị bạn đó là cây cầu Dứa. Thì cây cầu Dứa mới và cây cầu Dứa cũ. Bây giờ em sẽ đi qua con đường của cây cầu Dứa cũ thử nha quý vị. Đây, bên mé bên tay phải này là lúc trước là con đường này là đi qua cây cầu Dứa cũ. Vị trí đây cũng có các cái quán B này, quán D. Quán thịt dê này, rồi bò tơ Tây Ninh, dê tươi tại bàn. Ngay chỗ này cũng có một cái quán dê nữa. Đây nằm gần ngay khu vực của cầu Dứa này thì cũng có nhiều quán dê lắm vậy, ví dụ như dê nhà hàng, dê nhà sàn nữa này, cũng quán cũng nhỏ nhỏ nhưng mà rất là đông khách. Quán cũng có tiếng ở Nha Trang. Rồi ngay chỗ đây thì hai cái quán dê. Rồi có quán cà phê nữa quý vị. Đây, cái đây là những cái con đường cũ khi xưa này để đi qua cầu Dứa cũ này. Thì cầu Dứa cũ ngày nay này không có lưu thông nữa. Và khi đi vào đây là vào khu vực của làng Yến Mai Xanh này quý vị, làng Yến Mai Sinh. Và gần ngay chỗ cây cầu Dứa cũ này có một cái quán cũng rất là đông đúc và nhộn nhịp về đêm, đó là quán Bò Tơ Tây Ninh. Khi đi trên cầu cầu Dứa mới nhìn xuống cũng thấy được luôn. Còn bây giờ em đi quần qua cầu Dứa cũ luôn nè. Để đi vào, khi cô chú chị bạn muốn đi vào quán Bò Tơ Tây Ninh này thì phải đi quần qua cái cầu Dứa cũ này. Để mà vào bên trong quán. Còn bên tay phải thì là làng Yến Mai Xanh, khu vực làng Yến Mai Xanh, nhà hàng. Nó ngay vị trí này, cô chú chị bạn đi thẳng qua bên kia luôn á, thì đi qua cái cầu Dứa cũ á. Thì hiện tại hình như là cái cầu Dứa cũ đang đang lắp lại đường ống nước hay sao á. Mấy bên kia đang đào đường ống nước không lưu thông được rồi. Ở vị trí này cầu cầu Dứa cũ này thì dùng để ngày nay thì để xe. Và đây trước hình của chú anh chị bạn đây là những hình ảnh của quán Bò Tơ Tây Ninh nè. Quán này rất là rộng và em thấy cũng đông khách lắm. Lúc nào đi ngang qua cái cầu Dứa mới đi ở trên nhìn xuống á, khách lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Nó có hai tầng quý vị, ở tầng dưới và ngồi tầng trên nữa, rất là rộng rãi. Bò tơ Tây Ninh cũng là một cái món ăn mà hình như nổi tiếng ở Sài Gòn, ăn kèm với, em nhớ hồi đó em ở Sài Gòn ăn là kèm với bánh tráng Tây Ninh, rồi các loại rau ở trên Tây Ninh nữa, ngon lắm. Thịt bò nó rất là mềm mà nó ngọt. Còn quán chỗ này thì chưa ăn lần nào không biết nó ngon nữa. Nhưng mà chắc cũng mắc lắm quý vị.
Rồi em đi quần ra lại con đường 23 tháng 10. Ở ngay vị trí này là cái quán dê tươi tại bàn hồi nãy em đi vào nè. Nằm gần ngay chỗ cầu chân cầu dưới mở mới luôn á. Đó. Đó rồi đối diện với quán bên này là bên kia cũng có một cái quán dê gọi là dê nhà sàn. Cũng đông khách lắm, em thấy quán đó nó nhỏ nhỏ mà đông khách lắm quý vị. Ở đây trước hình của chú anh chị bạn là những hình ảnh của cây cầu dưới mới nè. Và song song bên máy tay phải đó là cây cầu dưới cũ, ngày nay vẫn còn. Họ đứng ở trên cầu dưới mới này nhìn xuống là quán bò tô Tây Ninh nè quý vị. Đó, rất là đông khách và nhộn nhịp. Đây là đứng ở đây nhìn xuống là thấy được tầng trên nè, tầng trên của quán. Còn nãy em đi vào là phía dưới tầng dưới. Bây giờ mời cô chú các bạn đi xuống khu vực của khu đô thị Bình Điền Trung thử nha. Xem thử về đêm vào ngày cuối tuần hôm nay thử tình hình kinh doanh buôn bán một số quán ăn rồi quán nhậu rồi nó có đông đúc trở lại hay chưa. Thường là cuối tuần là các quán ăn quán nhậu ở dưới Bình Điền Trung là hay cũng đông lắm, mà không biết hôm nay như thế nào. Em đi xuống đó thử cho cô chú chị bạn xem luôn. Ở ngay chỗ này là có cái nhà hàng Hoàng Lan đập nước các bạn, bên tay phải á. Lúc trước là cũng về đêm là lên đèn là nhìn sáng rực à. Ở bên trong nó cũng có nhà hàng rồi quán cà phê. Gần ngay đây cũng có một cây xăng. Xăng này bắt đầu lên giá dữ quá quý vị ơi. Mắc xăng 95 này hình như là 24-25 ngàn nghìn lít. Trời ơi. Ở đây chỗ quán trà chanh cũng mở cửa nè, đông đúc nhộn nhịp. Và cái đoạn này bên tay phải của chú chị bạn lúc trước á, là dọc ở trên vỉa hè này nè. Hồ về đêm cũng nhậu nhiều lắm, đông lắm. Thì hôm nay thì em thấy cuối tuần cũng quán cũng có một số quán mở nè, nhưng mà cũng có vẻ ít khách. Lúc trước là nó kéo dài xuống tới đoạn này luôn quý vị. Đây có đoạn ở phía trên nè. Và bây giờ em mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường này là con đường A1 của khu đô thị Vĩnh Điền Trung. Gần ngay đoạn A1 này là giao với đường B2 này, có siêu thị rau củ quả. Rồi các quán cà phê nữa nè quý vị. Đó, cũng rất là đông khách hai bên luôn. Gần vị trí của tòa nhà quản lý của tòa nhà Vicen khu đô thị Vĩnh Điền Trung. Trước hình của chú chị bạn bên tay phải là có một quán cà phê. Đó là quán cà phê No Coffee. Đó, quán này ngồi ở trước quán là rất là mát. Đèn điện đồ lên nhìn cũng sáng sủa. Đoạn này thì có cái Sanet Khánh Hòa này cũng rất là nổi bật. Tòa nhà là màu sắc lên đèn sáng rực luôn. Để chứng hình của chú anh chị bạn đó là con đường A1. Ở hướng này của đường A1 em đang lưu thông là đi hết sẽ ra giao lại với con đường hướng đi qua bên đường cầu dưới Phú Nông quý vị. Ở ngay góc này là của con đường A1 giao với đường A2 nè. Ở bên kia em thấy cũng có quán cà phê rất đẹp. Cà phê Home Coffee. Cũng có nhiều khách ngồi uống á vị. Rồi vị trí ngay góc luôn, ngay góc của ngã tư. Thoáng mát. Yên tĩnh về đêm. Dọc trên con đường A1 này cũng nhiều quán cà phê lắm. Ở
bên trái của chú nhìn bạn là quán Galaxy nè, mà hình như là Galaxy đang đóng cửa rồi. Cái quán nó cũng đẹp lắm, cũng rất là rộng rãi và thoáng. Đây có các cái cửa hàng buôn bán, rồi quán cà phê Highland Coffee thì nằm bên tay trái, rồi góc đây có quán ăn quán nhậu nữa nè, cũng khá là đông rồi. Ồ xe. Rồi bên chung cư CT7 cũng có một cái quán gì đó mới mở nè, dành cho giới trẻ. Ở dọc đây là chung cư CT7, CT6 và CT5 quý vị. Còn CT1, CT2 thì nằm bên đường 19 Sạc Năm. Và CT3, CT4 thì hiện tại đang được xây dựng tiếp. Ồ, chỗ này có cái quán gì mới nè. Quán nhậu. Trời ơi, xe để đông hết. Đông đúc quá. À, lẩu, à, các quán lẩu rồi quý vị. Như vậy là hôm nay ngày cuối tuần có vẻ Vĩnh Điềm Trung nhộn nhịp trở lại rồi nè. Ngày thường thì không biết như thế nào chứ ngày hôm nay cuối tuần em thấy có vẻ đông khách đó quý vị. Và các cái quán cũng mở cửa. Ở mấy bên kia là cái quán quán gà Hòn Thơm nè quý vị. Đó. Quán Hòn Thơm đó cũng bán các cái món gà cũng ngon lắm, cũng rất là đông khách nè. Bình thường trước khi dịch là cái quán này là không có chỗ ngồi luôn, chật kín luôn á. Nay cũng đã thấy mở cửa trở lại rồi nè. Bữa trước em đi thì chưa có mở cửa. Rồi dọc đoạn này cũng có một vài quán thì họ cũng đã hoạt động trở lại, à, buôn bán ăn nhậu về đêm. Ngày cuối tuần là Vĩnh Điềm Trung là ăn nhậu, cà phê đồ, đông đúc hơn ngày thường. Ở hướng này của đường A1 của chú Trường Bằng là đi thẳng nữa thì sẽ có thể ra được khu vực con đường cầu dưới Phú Nông và hướng đi ra qua bên Vĩnh Ngọc được luôn. Ở ngay chỗ này cũng có một cái quán này cũng mở cửa rồi nè. Để em đi quăng lại thử nha, có chú chị quăng. Như vậy là các quán nhậu đã hoạt động trở lại rồi. Cũng có một lượng khách ăn nhậu á. Như vậy là cũng vui rồi quý vị. Đỡ hơn mấy bữa trước, đóng cửa vắng hè. Quán gà Hòn Thơm lúc nào cũng đông khách á. Thì qua đoạn này thì bên tay trái thì em thấy cũng có các quán hình như là mới hoạt động, mới mở trở lại. Mấy quán mới hay sao vậy? Cũng rất là rộng. Lẩu bò rồi các loại. Qua đoạn này nó thuộc CT7. CT7 bên này thì chủ yếu là bán ăn uống phở rồi buổi sáng. Buổi tối bên mấy chung cư này thì hơi vắng vẻ. Và ngay góc chỗ này em thấy có cái quán gì hình cũng mới nè. Nó cũng đông đúc nhộn nhịp ghê luôn. Đây. Có xe để đầy hết luôn. Đối diện với Highland Coffee nằm ở dưới chung cư CT7.
À, ngay đây là cái cổng vào bên trong của chung cư CT7 này các bạn. Để em đi vòng qua bên con đường này thử. Ở phía sau của chung cư này cũng có nhiều cái quán buôn bán cũng nhộn nhịp lắm. Và đoạn này hơi tối. Còn đây thì nhà dân với là chung cư nữa vậy. Bên tay phải là chung cư. Chào, đoạn này có vẻ cũng nhộn nhịp nữa quý vị. Đó. Hôm nay cuối tuần cũng có khác đó. Các quán nhậu này bắt đầu đông đúc rồi nè. Bên kia thì quán cà phê. Mấy góc ngã tư này là quán nhậu, quán cà phê là quá tuyệt vời luôn. Có quán nhậu chỗ này à. Xe rồi đông ghê luôn, đông khách nè, ăn nhậu nhộn nhịp vào cuối tuần. Này là con đường B3 giao nhau với đường B6. Anh đi thẳng hướng này nữa là ra giao với đường cầu dưới Phú Nông các bạn. Khu vực này nhà mấy nhà đẹp không? Đây, trước màn hình của chú và bạn là những hình ảnh của con đường B3 thuộc khu đô thị Vĩnh Liêm Trung. Ở ngay góc này là giao giữa đường B3 và đường B5 này. Hai quán nhậu, một quán cà phê. Quán cà phê bụi. Đi thẳng hết con đường B3 này thì ra giao lại với con đường A1 các bạn. Dọc đây là các chung cư CT5, CT6, CT7. Đây cũng có các quán này. Đó. Quán vi cá, các món nhậu hải sản. Con đường A1 cũng như B3 rồi khu vực của Vĩnh Liêm Trung thì đoạn này thì ăn nhậu là nhiều. Còn mé bên đường 19 sắc 5 thì ăn uống rồi sinh tố rồi sữa chua. Nhưng mà đường 19 sắc 5 được cái nó nhìn nó đẹp hơn, nó sáng hơn quý vị. Tại vì bên đó nó đối diện với cái siêu thị Gâu. Cho nên là cảm giác nó vui hơn. Rồi nó đường rồi nó sáng hơn. Ở ngay góc này cũng có quán hình như quán nhậu nè. Cũng khá là đông khách đó vậy. Rồi quán hải sản. Ồ. Các món hải sản. Hình như có bán cà phê buổi sáng, ngay góc đó có bán buổi sáng vừa bán cà phê. Còn buổi chiều tối thì bán đồ ăn nhậu. Qua đoạn này hơi tối em chạy nhanh ra giao lại với con đường 19 sạc 5. Nhà đây, trước màn hình của chú chị bạn là những hình ảnh của đường 19 sạc 5 nè. Ở ngay góc đây cũng có quán cà phê. Thì hướng này của 19 sạc 5 là có chú chị bạn đi thẳng nữa thì sẽ ra cái đoạn của siêu thị Gâu quý vị. Rồi ra 3 tháng 10 á. Mé bên này cũng nhộn nhịp à. Ăn uống nè.
Nha Trang khi xưa là có nổi tiếng làng Vĩnh Điềm, thì nó chia bao gồm có Vĩnh Điềm Hạ, Vĩnh Điềm Trung và Vĩnh Điềm Thượng quý vị. Thì Vĩnh Điềm Hạ ngày nay là như là nó thuộc phường Ngọc Hiệp, khu vực làng Lư Cấm rồi. Còn Vĩnh Điềm Trung là đoạn này, ngày nay nó thành khu đô thị rất là đẹp. Còn Vĩnh Điềm Thượng thì nằm bên thuộc xã Vĩnh Hiệp ngày nay. Dọc đây là những cái chung cư CT3 và CT4 đang được xây dựng này quý vị. Còn CT1 và CT2 là ở phía trước kia, đối diện với siêu thị Gold, nằm gần vì đoạn đầu đường 19 sát 5 đi vào. Các khu vực của CT3, CT1, CT2 nè. Ở đây thì có các quán ăn buffet. Đó, cũng có nhiều khách họ đang ngồi ăn nè quý vị. Buffet hải sản rồi bún đậu mắm tôm nè, phở rồi sữa chua trân châu Hạ Long. Đó, dọc đoạn này của 19 sạc 5 đối diện với siêu thị Gold. Qua bên này nè, cô chú nhiều bạn thấy nó sáng hơn ha. Đường rồi nó sáng, nó vui hơn tại vì đối diện với siêu thị. Rồi góc đây có quán sinh tố đồ nè, thiên nhiên nè, rồi cũng có bún đậu mắm tôm nữa nè, rồi trà chanh 1975, rồi các món thỏ. Hôm nay cuối tuần, người dân ra đường nhiều hơn và đi ăn uống đồ nhiều hơn, giải lao sau một tuần làm việc vất vả. Ở đây là giao với đường B2 với đường 19 sạc 5. Chú anh chị bạn đi thẳng ra nữa thì sẽ ra giao lại với đường 3 tháng 10, ra ngay vị trí cái nút giao thông Ngọc Hội và cầu vượt Ngọc Hiệp đang làm ngay chỗ đường ray xe lửa quý vị. Mình giảm quần lại qua hướng này siêu thị Gold. Dọc đây là bên tay trái của chú chị bạn là những cái quán ăn uống về đêm thuộc ở phía dưới chung cư của CT1 và CT2. Đối diện là siêu thị Gold ngày nay. Khi xưa siêu thị Gold này nó là siêu thị Pepsi. Thì lúc trước cái cổng của đi vào bên siêu thị Gâu là mấy bên kia, còn ngày nay thì đi vào hướng bên này. Thì để vào bên trong siêu thị đồ để mua đồ đồ thì phải vào quét mã QR quý vị. Hôm nay cuối tuần mà sao thấy có vẻ siêu thị Gâu giờ này cũng hơi vắng vắng chứ không có đông khách đi mua sắm cho lắm. Chắc có thể là họ đi ban ngày hết rồi, ban đêm ít. Mấy bên kia là cái CT2 ấy vậy. Phía dưới đó là các quán bún đậu mắm tôm rồi búp phơ hải sản rồi sữa chua. Còn bên CT1 thì bên tay trái thì là cũng có bún đậu mắm tôm rồi sinh tố chè rồi trà chanh các loại. Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung mà nếu như mà về đêm mà không có những cái quán này chắc chắc cũng buồn thiu. Có các cái quán ăn uống đồ dọc trên đoạn này thì về đêm có vẻ nó vui hơn, nhộn nhịp hơn. Ở ngay vị trí này cũng có một cái quán cà phê rất là đẹp nè quý vị. Trời ơi, đèn led sáng rực luôn.
cũng có khách nhưng mà ngồi cũng cách cách giãn cách nha quý vị. Qua đoạn này thì nhà dân thôi, nhà dân ở, còn bên tay phải thì là cái công viên của khu đô thị Vĩnh Nhục Trung. Và đoạn này em thấy lúc trước là các cái quán ăn nhậu rồi á, dành cho du lịch đó. Mà ngày nay hình như lấy lại mặt bằng hết rồi, mà thấy rào đó, không biết thì đoạn này sẽ làm gì, có thể xây dựng chung cư luôn. Đoạn này cũng có quán cà phê nè, bên tay phải có chú Di Bàn, cũng có khách mà số lượng không có đông lắm. Chứng minh của chuyến diện bàn đây là con đường A1 à, ra giao lại với đường 23 tháng 10 vậy. Ngay vị trí này nếu có chuyến diện bàn mà rẽ bên tay trái thì sẽ đi xuống lại trung tâm thành phố Nha Trang, còn rẽ phải thì đi lên lại Diên Khánh, ngã ba Thành. Ngay vị trí này là có một cái biển chỉ dẫn đi lên Diên Khánh là 7 km nữa. Đi tới một đoạn nữa sẽ là tới cầu Dứa. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị bạn đã xem video. Em xin mến chào cô chú chị bạn.